Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sở Y tế Hà Nội đề xuất về việc hỗ trợ tiền ăn đối với người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế. Tăng cường sàng lọc phân luồng cách ly tại cơ sở khám chữa bệnh. Phòng chống dịch bệnh COVID-19, niềm tin là sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng. Nhiều địa phương còn gặp khó khăn, chưa thể tái đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi. Bắc Ninh khởi tố đối tượng lừa bán khẩu trang qua mạng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 10 tháng 3, VNPT Hưng Yên triển khai ứng dụng nCoV trong toàn hệ thống nhằm kê khai y tế toàn dân, ngăn ngừa và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ứng dụng được triển khai trên hai hệ thống điều hành là iOS và Android, cho phép người dùng tải về các thiết bị di động. Sau khi người dùng cài đặt ứng dụng để đăng nhập, cần phải cung cấp thông tin cá nhân như họ tên, số chứng minh thư nhân dân, chỗ ở, số điện thoại. Ứng dụng này cũng sẽ hỗ trợ 3 tính năng là cập nhật tin tức về tình hình dịch COVID-19 của thế giới và Việt Nam, tình hình sức khỏe của bản thân, phản ánh các thông tin về đời sống hiện tại và tập hợp các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đi tới từ vùng dịch. Các dữ liệu khai báo thông qua ứng dụng được gửi về Bộ Y tế để xử lý và quản lý phù hợp. Ứng dụng phần mềm này đảm bảo an toàn bảo mật dữ liệu cá nhân, được sử dụng để cung cấp thông tin phòng chống dịch một cách chủ động. Tính tới ngày 11 tháng 3, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã xác minh được 263 trường hợp tiếp xúc gần và có tiếp xúc đối với các trường hợp có nguy cơ nhiễm COVID-19. Trong đó, một trường hợp đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, 20 trường hợp cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh, còn lại 242 trường hợp được hướng dẫn cách ly tại nhà. Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ yêu cầu Trung tâm Y tế các địa phương tiếp tục ra soát, khoanh vùng những người có nguy cơ để có biện pháp xử lý kịp thời. Và bên cạnh đó, tăng cường giám sát cộng đồng, đặc biệt là những người trở về từ vùng dịch phải được cách ly ngay lập tức khi có biểu hiện ho sốt. Việc cách ly tập trung và cách ly tại nhà phải thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Sở Y tế Hà Nội đã có tờ trình khẩn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ tiền ăn đối với người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế. Cụ thể, đối với các trường hợp cơ sở cách ly y tế, không phải là nhà, nơi cư trú, đã bố trí cung cấp suất ăn cho người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế thì không thu tiền của người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế. Tiền ăn đã thanh toán sẽ được ngân sách thành phố bố trí, thực tế đã phát sinh, tối đa không quá 80.000 đồng một người một ngày. Trong trường hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã bố trí kinh phí, ngân sách thành phố sẽ không thanh toán, tránh trùng lặp. Đối tượng được hưởng là người Việt Nam, người nước ngoài bị áp dụng cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế tại các cơ sở cách ly. Nguồn kinh phí chi trả từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp. Cơ sở được giao nhiệm vụ cách ly y tế có trách nhiệm cung cấp bữa ăn cho người bị cách ly. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 đã có công văn về việc tăng cường sàng lọc phân luồng cách ly tại các cơ sở khám chữa bệnh, gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ban chỉ đạo quốc gia đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc chỉ đạo thực hiện một số nội dung cấp bách, cụ thể là tiếp tục khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm cả nhà nước và tư nhân trên địa bàn, tổ chức thực hiện sàng lọc, phân luồng, cách ly và quản lý điều trị ca nhiễm dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Trong đó đặc biệt lưu ý sàng lọc người bệnh ngay khi đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Có biển chỉ dẫn phân luồng ngay tại cổng cơ sở khám bệnh chữa bệnh cho các đối tượng có triệu chứng lâm sàng, sốt, ho, khó thở, có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch COVID-19. Các phòng khám đa khoa, chuyên khoa nhà nước, tư nhân, ngay sau khi phát hiện có ca bệnh nghi ngờ cần ghi lại thông tin liên lạc của người bệnh và báo ngay cho Sở Y tế hoặc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của địa phương để có biện pháp theo dõi, quản lý, cách ly người bệnh, xử lý nghiêm các đơn vị cá nhân không thực hiện theo đúng các quy định trên, đình chỉ hoặc đình chỉ tạm thời, rút giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cá nhân vi phạm. Những ngày này, dù phải đón nhận thông tin về nhiều ca bệnh COVID-19 mới, song sự bình tĩnh và niềm tin vào các biện pháp mà các cấp các ngành đang thực hiện để chống dịch đã tràn ngập từ cuộc sống thực đến mạng xã hội. Và chính sự tin tưởng này đã giúp cho công tác phòng chống dịch có hiệu quả và nhanh chóng hơn. Ghi nhận của phóng viên. Thường xuyên theo dõi thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19, đặc biệt chỉ tiếp nhận qua những kênh thông tin đầy đủ, chính xác, được kiểm chứng. Ông Trần Mạnh Hồng tin tưởng rằng chính phủ và các bộ ngành đang thực hiện tốt công tác chống dịch. Chính những nỗ lực của các cấp chính quyền đã giúp người dân an tâm, tin tưởng hơn mặc dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Đối với chúng tôi,
thì cũng tin tưởng vào cái chính sách của chính phủ, bởi rằng chính phủ đã rất chặt chẽ trong cái việc là phòng chống chữa bệnh cho người dân. Tôi tâm đắc với lại ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Thủ tướng Chính phủ thì có hai ý kiến, thứ nhất là chống dịch như chống giặc, và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thì có nêu lên là trong lúc này chúng ta như thế là không gì bằng là đồng lòng, chung sức để chúng ta cùng như thế là chống lại với dịch COVID-19. Theo anh Trần Mạnh Đức, Hà Nội đang thực hiện đúng nguyên tắc phòng chống dịch như thông tin công khai, minh bạch đến người dân về diễn biến tình hình của các ca nhiễm bệnh, cũng như giúp người dân có đủ kiến thức, kỹ năng nhận biết phòng chống dịch. Trước những phản ứng nhanh nhạy kịp thời đó, anh luôn tin tưởng với các biện pháp phòng dịch được đưa ra. Có rất nhiều ca, hiện tại số ca đang tăng lên nhưng mà vẫn đang trong tầm kiểm soát của chính phủ. Và tất cả mọi thứ thì đang được là trong một quá trình xây dựng, mọi thứ, mọi người đang được cách ly rất là đầy đủ, khoa học, kịp thời. Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2017 đã quy định rõ, phòng chống dịch là nhiệm vụ của cơ quan chức năng, các cấp chính quyền, nhưng cũng là nhiệm vụ của toàn dân, của mỗi cá nhân. Không hoảng loạn mất bình tĩnh, không lan truyền thông tin bịa đặt, không ồ ạt mua đồ dự trữ, không tự ý di chuyển khỏi nơi cư trú là những việc làm thiết thực, ý nghĩa nhất mà mỗi người dân có thể làm để đánh giặc trong giai đoạn hiện nay. Hàng ngày thì chúng tôi nhận được ít nhất là 4 đến 5 tin nhắn của Bộ Y tế và chưa bao giờ cảm thấy là mình được quan tâm như thế. Theo tôi thì mình cũng nên lắng nghe những cái thông tin chính thống từ những kênh chính thống. Mình tự bảo vệ mình như rửa tay rồi tránh tụ tập đông người, rèn luyện thể dục thể thao, ăn uống đầy đủ. Để công tác chống dịch đạt được hiệu quả cao nhất, bên cạnh chính phủ và các bộ ngành, vai trò của mỗi người dân là vô cùng quan trọng. Chính sự chia sẻ và tin tưởng của người dân vào khả năng điều hành của chính phủ, thành phố và các cấp chính quyền sẽ giúp cuộc chiến phòng chống dịch ngày càng hiệu quả. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố thời gian tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021. Thay vì tổ chức hai kỳ riêng biệt như mọi năm, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên và công chuyên năm học 2020-2021 được tổ chức chung. Thí sinh thi trung học phổ thông chuyên và không chuyên có 3 bài thi chung, trong đó bài thi ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian thi là 120 phút, bài thi toán hình thức thi 50% tự luận, 50% trắc nghiệm, bài thi tổng hợp 100% trắc nghiệm, thời gian thi cùng là 90 phút. Thí sinh đăng ký thi vào lớp chuyên môn nào phải thêm bài dự thi môn đó. Riêng lớp chuyên tin, thí sinh dự thi môn chuyên toán. Các bài thi môn chuyên theo hình thức tự luận, thời gian 150 phút. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 7. Kết quả thi và điểm chuẩn trúng tuyển sẽ được công bố vào ngày 14 tháng 7. Tình hình dịch tả lợn châu Phi đã lắng xuống và đây là lúc các địa phương có thể đẩy mạnh tái đàn nhằm tăng nguồn cung thịt lợn cho thị trường. Tuy nhiên, qua cuộc kiểm tra thực tế tại địa phương của Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa qua tại tỉnh Phú Thọ cho thấy, vẫn còn nhiều khó khăn cản trở việc tái đàn. Đây là một trong những trại lợn lớn, mỗi tháng cung cấp ra thị trường từ 15 đến 20.000 tấn thịt lợn. Đáng nói là trại lợn này không bị tác động bởi dịch tả lợn châu Phi. Riêng tỉnh Phú Thọ có 10 trại lợn lớn như thế. Tới thời điểm này, tổng đàn lợn của tỉnh đã phục hồi lên khoảng gần 630.000 con. Nhưng đó là ở các trang trại lớn có sẵn nguồn con giống, còn các hộ chăn nuôi nhỏ vẫn chưa thể tái đàn. Thế để bây giờ mà khôi phục đàn lợn là cũng là rất khó khăn, bởi vì kinh phí với giá lợn bây giờ trong khoảng 1,5 triệu một con giống. Đấy, cho nên dân dân cũng không có khả năng để tái lại đàn theo cái chương trình trước khi có dịch bệnh châu Phi. Liên quan đến giá thịt lợn hơi tiếp tục ở mức cao, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho rằng có nhiều nguyên nhân, song chính giá thành sản xuất ở thời điểm này quá cao, bao gồm cả giá con giống. Thời gian tới chúng tôi yêu cầu tất cả những cái doanh nghiệp lớn mang tính chất giá tham chiếu định hướng phải yêu cầu xuống hơn nữa. Cái lý do chúng ta còn dư địa xuống được, bởi vì ở cái giá 75.000 đồng là có lãi, rất có lãi, do đó là phải xuống nữa để làm sao bảo vệ được thị trường. Cũng theo Bộ trưởng, xuống giá cũng là cách tốt nhất để bảo vệ thị trường, ổn định bền vững. Do đó, Bộ sẽ yêu cầu 17 tập đoàn phải tuân thủ. Đây không phải là phi kinh tế thị trường, mà chính là nghệ thuật bảo vệ thị trường để giữ được niềm tin của người tiêu dùng và xã hội. Tận dụng diện tích mặt nước trên sông và lòng hồ thủy điện, các hộ dân trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang sinh sống trong khu vực này đã thành công trong việc phát triển mô hình nuôi cá lồng nhằm tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.
Gia đình anh Đỗ Văn Kỳ là một trong những hộ đầu tiên ở thôn Độc Lập, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên thử nghiệm thành công mô hình nuôi cá lồng ở lòng hồ thủy điện. Nhờ chăm sóc tốt, chú trọng nguồn thức ăn tự nhiên nên các loại cá chấm, cá chiên đều phát triển tốt, cho chất lượng thịt cá thơm ngon an toàn. Năm 2018, trừ các chi phí, gia đình thu được lợi nhuận ban đầu khoảng 20 triệu đồng. Đến năm 2019, gia đình anh xuất bán và thu về hơn 100 triệu đồng. Mình đây thì đa số toàn cho ăn cỏ là nhiều đó. Đấy, 100% gần như là cỏ. Chứ còn cám kia thì đa số nó chỉ là phụ để mình cho uống thuốc thôi. Chăn nuôi khác thì cái này nếu mà mình nuôi được cái số lượng thì là nó cái đầu ra với lại đảm bảo cái đầu ra thì nó vẫn ổn định hơn số lượng khác ạ. Cũng nhờ vào các cái chủ trương hỗ trợ của nhà nước thúc đẩy phát triển kinh tế thì một số hộ hội viên của nông dân thì cũng đầu tư mạnh dạn, đầu tư xây dựng lồng cũng như là đầu tư các cái loại giống cá mà có giá trị trên thị trường. Vị Xuyên có tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên 585 hectare, trong đó 132 hectare thuộc diện tích lòng hồ của 4 nhà máy thủy điện. Để phát huy lợi thế nuôi trồng thủy sản, Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên đã xây dựng và thực hiện phương án phát triển chăn nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện giai đoạn 2019-2022. Nhằm bảo tồn một số giống cá quý hiếm của địa phương và phát triển nuôi các giống cá mới có năng suất, chất lượng cao. Theo tính toán, mỗi chu kỳ nuôi cá lồng từ 1,5 đến 3 năm. Sau khi trừ chi phí, mỗi lồng cá có thể tích 30 mét khối sẽ cho thu nhập hơn 44 triệu đồng một năm, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Qua đánh giá thực tiễn thì hiện nay người dân đã có cái công ăn việc làm ổn định trên cái cơ sở là chăn nuôi cá và cũng đã có một phần thu nhập và tạo công ăn việc làm cho người dân. Thế nữa là cơ chế của huyện thì cũng đã có cái hỗ trợ làm trước mắt thì là hỗ trợ làm lồng và cá giống để chăn nuôi cho người dân. Việc phát triển chăn nuôi cá lồng trên lòng hồ đã mang tính thiết thực, tận dụng tốt tiềm năng thế mạnh của vùng, góp phần ổn định đời sống cho người dân khu vực lòng hồ thủy điện và thúc đẩy quá trình xây dựng chiến lược phát triển nuôi trồng thủy sản cũng như tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăm sóc phòng trừ sâu bệnh đúng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, những năm trở lại đây, hầu hết diện tích nhãn của các hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hưng Yên cho tỷ lệ đậu quả cao, luôn được mùa, được giá và cho giá trị kinh tế cao. Nhờ tích lũy được kinh nghiệm, đồng thời ứng dụng quy trình chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho nhãn theo hướng dẫn của hợp tác xã nhãn Lồng Lễ Châu, xã Hồng Nam, mà hơn một mẫu nhãn của gia đình bà Bùi Thị Bích Hằng, đội 6, năm nào cũng cho tỷ lệ ra hoa, đậu quả cao. Trung bình một năm cho sản lượng từ 7 đến 8 tấn quả, bán với giá từ 45 đến 100 nghìn đồng một kg. Sau khi thu hoạch xong thì chúng tôi sẽ là phải cắt tỉa này để tạo tán và làm cái nên cái lộc đông ấy, nó làm chắc cái chùm hoa lại thì là đậu quả nó tốt hơn. Nhưng những cái nơi mà để mà cây nó tốt quá mà cành nó bị bỡi là đậu quả kém. Nên chúng tôi ở đây là chúng tôi sẽ làm không để cho cây tốt trong cái lúc mà ra hoa. Thì là cái lúc đậu quả nó sẽ 100% luôn. Thời điểm hiện tại, 15 hectare nhãn của hợp tác xã nhãn Lồng Tiên Châu đã bước vào giai đoạn đậu quả. Do được triển khai các biện pháp ứng dụng khoa học kỹ thuật, các thành viên trong hợp tác xã lại được hướng dẫn các biện pháp chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp, mà đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ nhãn đậu quả đã đạt trên 80%. Tầm tháng 9, âm lịch đấy, bà con là phải cắt tỉa đấy, và cho ăn để kích thích lên cái mầm nhãn, làm sao cho nó khỏe. Sau đó là chúng tôi bảo vệ cái mầm nhãn đấy, làm sao để cho nó không có sâu bệnh. Kích thích được ra mầm hoa rồi, thì chúng tôi lại phải cho ăn qua một lượt gọi là phân để gọi là lót cho nó, để cho nó được dưỡng cái mầm hoa nó khỏe hơn. Hiện trên địa bàn thành phố Hưng Yên có tổng số 10 hợp tác xã và 3 tổ hợp tác sản xuất nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Theo đánh giá của Phòng Kinh tế thành phố, nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh mà nhãn của các hợp tác xã luôn cho tỷ lệ đậu quả cao hơn nhiều lần so với nhãn truyền thống và cho chất lượng quả ngon, tiêu thụ thuận lợi và được giá. Trong giai đoạn 2015-2020, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai tập trung phát triển vùng nguyên liệu chè, đẩy mạnh thâm canh, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm chè Mường Khương.
Hiện huyện đã hoàn thành việc rà soát quy hoạch chi tiết vùng sản xuất nguyên liệu chè năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Mường Khương hiện có 3.100 hectare chè được trồng tại 8 xã trong vùng quy hoạch. Trong đó, diện tích quy hoạch tại các xã khu vực vùng thấp là 2.100 hectare và các xã vùng cao là 1.000 hectare. Tuy nhiên, do nhu cầu phát triển và chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích, huyện Mường Khương tiếp tục mở rộng, bổ sung quy hoạch thêm 765 hectare, đưa tổng diện tích chè của huyện đến năm 2020 lên 3.865 hectare. Qua thực tế thu hoạch chè búp tươi năm 2019 cho thấy, năng suất chè san trung bình đạt 11 tấn trên hecta, sản lượng đạt 23.947 tấn. Các giống chè chất lượng cao phục vụ cho việc sản xuất chè ô long đạt 4 tấn trên hecta, sản lượng ước đạt 482,6 tấn. Việc phát triển mở rộng diện tích chè giúp người dân có nguồn thu nhập ổn định, bền vững. Khi thâm canh tốt, mỗi hecta chè cho thu nhập trung bình từ 60 đến 80 triệu đồng, thậm chí 100 triệu đồng. Trên địa bàn huyện Mường Khương hiện có 2 doanh nghiệp thu mua chế biến chè búp tươi, gồm công ty cổ phần chè Thanh Bình với công suất chế biến 20.000 tấn chè búp tươi mỗi năm và công ty Mường Hoa với dây chuyền sản xuất chè ô long xuất khẩu đã bao tiêu toàn bộ nguyên liệu chè Kim Tuyên tại hai xã Cao Sơn, La Pan Tần. Trong định hướng phát triển, huyện Mường Khương tiếp tục quy hoạch bổ sung và trồng mới chè trên cơ sở chuyển đổi các diện tích trồng cây nông nghiệp kém hiệu quả, đất chưa sử dụng. Phấn đấu đến năm 2030 có 5.418 hectare chè áp dụng quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu và phục vụ thị trường trong nước. Là đầu nguồn của dòng sông chảy qua 6 tỉnh khu vực, sông Cầu bắt nguồn từ tỉnh Bắc Cạn có ý nghĩa quan trọng trong việc điều tiết nước, bảo vệ môi trường, bảo vệ đất nông nghiệp. Vậy nhưng do tác động của thiên nhiên và của cả con người, hiện nay dòng sông này đã đang bị xâm hại nghiêm trọng. Đặc biệt là tình trạng bồi lắng gây sạt lở đất sản xuất nông nghiệp và ô nhiễm môi trường. Bảo vệ dòng sông Cầu đang là vấn đề quan trọng của xã hội hiện nay. Sông Cầu bắt nguồn từ đỉnh núi Tam Tao, thuộc địa phận xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Con sông đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của đời sống xã hội của một số địa phương trên địa bàn. Riêng với thành phố Bắc Cạn, trong quy hoạch đô thị, sông Cầu không chỉ điều tiết nguồn nước mà dọc con sông này cũng được quy hoạch những đô thị và các công trình công cộng. Tuyến kè này thì đẹp rồi, rất là đẹp, đi lại nó cũng dễ dàng hơn bà con đi lấy ngô xuống dưới này, đi rất là dễ dàng, không phải vòng qua đường bên kia nữa. Thấy họ làm hoàn thiện nhanh, thấy tốt hơn cho xong là họ đi làm xuống dưới bãi này cũng nó cũng đi được thấy hơn. Và hiện nay chúng tôi cũng đang trình Bộ Nông nghiệp để phê duyệt bổ sung cái hạng mục đập dâng, mục tiêu là để chứa nước, tạo cảnh quan đô thị cũng như là hỗ trợ cho cái sản xuất trong sản xuất nông lâm nghiệp. Việc đầu tư xây dựng những công trình bảo vệ dòng sông Cầu bước đầu đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, xu thế phát triển của con người và quá trình đô thị hóa cũng đang ảnh hưởng không nhỏ đến vẻ đẹp vốn có của dòng sông. Dọc đường thanh niên, hàng chục hàng quán mọc lên. Đây là những hàng quán được thiết kế và hoạt động theo quy hoạch của thành phố Bắc Cạn. Tuy nhiên do vừa làm vừa điều chỉnh nên nhiều năm nay rác và nguồn nước đều không được xử lý, xả thẳng xuống dòng sông. Công ty sẽ đầu tư các bốt, đặt các bốt vệ sinh công cộng di động để đảm bảo cái công tác vệ sinh môi trường, thu gom đúng nơi quy định để xử lý trước khi thải ra môi trường. Những giải pháp của công ty cổ phần chợ Bắc Cạn là cần thiết trong thời gian tới. Tuy nhiên, những xâm hại của con người đến dòng sông Cầu hiện nay vẫn đang là vấn đề báo động, nhất là tình trạng ô nhiễm môi trường. Theo dự báo của Ủy ban Bảo vệ Môi trường Sông Cầu của 6 tỉnh có dòng sông này chảy qua, thì nếu như tình trạng ô nhiễm môi trường không được ngăn chặn, đến năm 2025, lượng nước thải đổ xuống dòng sông Cầu sẽ tăng 1,5 lần so với hiện nay. Đồng thời, lưu lượng nước của dòng sông này cũng sẽ dần cạn kiệt. Mới đây, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội mua bán, chứa chấp và tàng trữ trái phép chất ma túy. Tối ngày 10 tháng 3, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Long, 31 tuổi, trú tại thôn Thái Bảo, phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo lời khai tại cơ quan công an, bị can Nguyễn Văn Long đã lập tài khoản Facebook và kết bạn với một phụ nữ ở huyện Yên Phong, tạo lập thông tin giả về khả năng sản xuất và cung ứng khẩu trang với số lượng lớn.
Sau khi được nạn nhân tin tưởng, gửi tiền đặt cọc để mua hàng, đối tượng đã hủy liên lạc và không giao hàng như cam kết, đồng thời chiếm đoạt số tiền đặt cọc là 25 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.